sau khi Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Tiêu dùng thuộc Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam công bố kết quả phát hiện chất tinopan độc hại có trong bún sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu bún, bánh phở tươi và thực phẩm làm từ bột ngũ cốc tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn để kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, 33 mẫu bún tươi đã được lấy từ hơn 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh bún và bánh phở tươi để kiểm tra và phân tích. Trong đó, 19 mẫu cho thấy không có tinopan. Các mẫu còn lại đang chờ kết quả và sẽ công bố trước ngày 10 tháng 8. Tinopan là hóa chất công nghiệp, không có trong danh mục các chất phụ gia được dùng trong thực phẩm, là chất mà các cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ và luật kiểm soát chất độc xếp vào danh mục bị cấm như dioxin. Nếu hấp thu vào cơ thể, có thể gây các bệnh về gan, thận, nhất là có thể gây tử vong.